sóng thực phẩm tàn phá da và sức khỏe của bạn một cách nhanh nhất. Đầu tiên phải kể đến đó là đường. Đường là kẻ thù số 1 của sức khỏe cũng như sắc đẹp. Nó gây ra cái tình trạng mất nước, dẫn đến cái tình trạng lão hóa da, mụn trầm trọng. Và về sức khỏe thì nó gây ra như là tiểu đường, tim mạch. Thứ hai là các sản phẩm từ sữa động vật. Nó có chứa androgen, nó tăng tiết nhờn, gây ra cái tình trạng da của chúng ta bị xấu. Thứ ba là cái thức ăn sẵn, các cái loại như là pizza, thịt hun khói hay là các cái loại nước ngọt, nước đóng chai thì nó rất ít chất xơ và nó chứa nhiều đường, muối, mỡ và chất bảo quản, thì nó gây ra cái nó ảnh hưởng xấu đối với cái làn da cũng như về sức khỏe, thì nó gây ra những cái bệnh như là tim mạch, tiểu đường và phải kể đến đó là ung thư. Thứ tư đó là caffeine. Caffeine thì nó gây ra cái tình trạng mất nước, gây lão hóa da và đặc biệt nó làm giảm quá trình sản sinh collagen. Nếu như mà công việc của bạn bắt buộc phải uống thì bạn cần phải kiếm những cái loại thực phẩm đào thải độc tố. Thứ năm là đồ ăn mặn. Đồ ăn mặn thì nó chứa rất là nhiều muối, nó gây ra cái tình trạng mất nước, dẫn đến lão hóa, da nhăn nheo chảy xệ hoặc tình trạng sạm nám cũng như là mụn. Thứ sáu là đồ ăn chiên xào thì nó làm giảm quá trình lưu thông của máu, gây tắc nghẽn mạch máu và nó tiết nhờn trên da, khiến da của chúng ta xấu. Bạn hãy comment những cái chủ đề mà bạn muốn Nghĩa chia sẻ ở bên dưới nhé.